Bài thứ nhất, chọn từ trong danh sách của ô trống để được một khẳng định đúng. Các em chọn xong, bấm vào xem kết quả. Rất chính xác, bạn đã trả lời đúng. Bài thứ hai, khi biểu diễn một lực, cần chú ý những yếu tố nào? A. Phương và chiều của lực. B. Phương và độ lớn của lực. C. Phương, chiều và độ lớn của lực. D. Điểm đặt, phương, chiều và độ lớn của lực. Các em chọn một trong bốn đáp án sau đó. Trước tiên, mời các em xem hai hiện tượng. Hiện tượng thứ nhất, đặt bốn chai nước trên một tờ giấy mỏng. Chúng ta hoàn toàn có thể rút tờ giấy thật nhanh. Các chai nước vẫn đứng vững. Hiện tượng thứ hai, cũng tương tự. Vậy, tại sao khi chúng ta rút tờ giấy vận tốc lớn, thì vật nặng vẫn đứng vững? Mặt khác, ở lớp 6, ta đã biết một vật đang đứng yên chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ tiếp tục đứng yên. Vậy, một vật đang chuyển động chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ như thế nào? Mời các em đi vào bài học hôm nay. Sau khi học xong bài này, các em cần đạt được những mục tiêu sau. Thứ nhất, về kiến thức, các em có thể nêu được ví dụ về hai lực cân bằng, ví dụ về quán tính. Nêu được đặc điểm của hai lực cân bằng và biểu thị được các vectơ lực. Thứ hai, về kỹ năng, các em có thể dự đoán được tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động, hiểu được bản chất của thí nghiệm để kiểm tra và khẳng định rằng vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vận tốc không đổi. Nếu vật đang chuyển động, sẽ chuyển động thẳng đều. Và các em có thể áp dụng những kiến thức này để giải thích các hiện tượng liên quan đến quán tính. Về thái độ, có ý thức tự giác, độc lập, tích cực, sáng tạo và yêu thích bộ môn vật lý. Chúng ta đi vào bài 5, sự cân bằng lực, quán tính. Trước tiên chúng ta tìm hiểu phần 1 la mã, hai lực cân bằng. Nhắc lại những kiến thức về lớp 6. Chúng ta sang phần 1 nhỏ, hai lực cân bằng là gì? Để nhắc lại nội dung này, mời các em tham gia làm câu C1. Hãy kể tên và biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách, quả cầu, quả bóng có trọng lượng lần lượt là 3 N, 0,5 N, 5 N bằng các vectơ lực. Sau đó, nhận xét về đặc điểm, cường độ, phương, chiều của hai lực cân bằng. Để hoàn thành câu C1, thầy sẽ chia ra làm hai bài tập nhỏ. Mời các em tham gia. Bài tập thứ nhất, có mấy lực tác dụng lên quả bóng, quyển sách, quả cầu. Các em sẽ chọn từ trong danh sách. Sau đó bấm vào xem kết quả. Bài tập 2. Ghép nối nội dung ở cột 1 và nội dung ở cột 2 để được những câu đúng. Các em có hai cách để làm. Thứ nhất, ở cột thứ nhất, các em có thể điền vào chữ cái ở ô vuông. Cách thứ hai, các em có thể lít chuột trái, kéo đáp án từ cột 2 sang cột thứ nhất. Sau khi ghép nối xong, các em bấm vào xem kết quả. Quyển sách, quả bóng, quả cầu đều chịu tác dụng của hai lực cân bằng. Các em đã được học về biểu diễn lực. Bây giờ chúng ta sẽ đi biểu diễn các lực này. Trước tiên, chúng ta sẽ biểu diễn các lực tác dụng lên quyển sách.
Thứ nhất là trọng lực B có phương thẳng đứng có chiều hướng từ trên xuống dưới. Do quyển sách có trọng lượng là 3 Newton nên chúng ta thấy tỷ lệ xích là 1 Newton để dễ biểu diễn. Lực thứ hai là lực đẩy Q của mặt bàn. Lực đẩy Q có phương thẳng đứng có chiều hướng từ dưới lên trên. Trong trường hợp mặt bàn nằm ngang, lực đẩy Q có độ lớn bằng phản lực. Các em sẽ được học ở chương trình nâng cao. Tương tự, chúng ta sẽ biểu diễn các lực tác dụng lên quả cầu và quả bóng. Quả cầu gồm có hai lực, một là trọng lực B, thứ hai là lực căng T của dây. Quả bóng cũng có hai lực tác dụng lên, thứ nhất là trọng lực P, thứ hai là lực đẩy Q của mặt đất. Để kiểm tra lại nội dung này, mời các em làm hai bài tập nhỏ. Bài thứ nhất, các cặp lực này có đặc điểm gì? A. Cùng phương ngược chiều có cường độ bằng nhau. B. Cùng phương ngược chiều có cường độ khác nhau. C. Cùng phương cùng chiều có cường độ bằng nhau. D. Cùng phương cùng chiều có cường độ khác nhau. Các em chọn một trong bốn đáp án, rồi click vào xem kết quả. Câu thứ hai, hai lực tác dụng lên quyển sách, quả bóng, quả cầu được gọi là hai lực cân bằng. Vậy, dưới tác dụng của hai lực cân bằng thì vật đang đứng yên sẽ như thế nào? Mời các em chọn một trong hai đáp án, rồi click xem kết quả. Rất chính xác. Từ các bài tập chúng ta đã làm, mời các em đi vào phần kết luận. Kết luận thứ nhất, hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng vào một vật, có cường độ bằng nhau, phương cùng nằm trên một đường thẳng và có chiều ngược nhau. Kết luận thứ hai là dưới tác dụng của hai lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên. Vậy, nếu một vật đang chuyển động mà chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ như thế nào? Mời các em sang phần hai nhỏ. Tác dụng của hai lực cân bằng lên một vật đang chuyển động. Chúng ta đã biết lực là nguyên nhân làm thay đổi vận tốc. Khi các lực tác dụng lên vật không cân bằng nhau thì vận tốc của vật sẽ thay đổi. Vậy, khi các lực tác dụng lên vật cân bằng thì vận tốc của vật sẽ ra sao? Mời các em dự đoán. Chúng ta có thể dự đoán rằng khi các lực tác dụng lên vật cân bằng thì vận tốc của vật sẽ không thay đổi. Nghĩa là nếu vật đang chuyển động thì sẽ chuyển động đều. Để kiểm tra dự đoán này, mời các em sang phần B nhỏ. Thí nghiệm kiểm tra. Muốn biết được dự đoán trên có đúng hay không, mời các em quan sát thí nghiệm. Thí nghiệm này được nhà bác học người Anh tên là Atwood. Ông sinh năm 1746, mất năm 1807. Và ông cũng là người đầu tiên tìm ra cách làm thí nghiệm để kiểm tra dự đoán trên. Thí nghiệm được tiến hành các bước như sau. Thứ nhất, treo hai quả nặng có cùng khối lượng bằng một sợi dây vắt ngang gồng gọc cố định. Ban đầu, hai quả nặng đứng yên. Sau đó, thêm quả nặng A' lên quả nặng A
thì AA phẩy bắt đầu chuyển động. Khi AA phẩy chuyển động qua lỗ K, thì vật nặng A phẩy được giữ lại, quả nặng A tiếp tục chuyển động. Để kiểm tra dự đoán trên, chúng ta lần lượt hoàn thành các câu C từ C2 đến C5. Mời các em tìm hiểu câu C2. Nội dung của câu C2: tại sao quả nặng A ban đầu đứng yên? Như ta đã biết, hai quả nặng có trọng lượng bằng nhau. Chúng ta tạm gọi là quả nặng A và quả nặng B. Mặt khác, lực căn T ở quả nặng A là do trọng lượng của quả nặng B kéo qua, nên quả cân A đứng yên. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu quá trình tiếp theo của thí nghiệm thông qua nội dung của câu C3. Câu C3: khi đặt thêm quả nặng A phẩy lên quả cân A, tại sao quả cân A và A phẩy sẽ chuyển động nhanh dần? Như chúng ta đã biết, nếu các lực tác dụng lên vật không cân bằng, thì vận tốc của vật sẽ thay đổi. Vậy lúc này, khi thêm vật nặng A phẩy, thì tổng trọng lượng của A và A phẩy sẽ lớn hơn lực căng T, nên A, A phẩy sẽ chuyển động nhanh dần đi xuống, và B sẽ chuyển động nhanh dần đi lên. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu quá trình tiếp theo của thí nghiệm thông qua câu C4. Nội dung của câu C4: khi quả cân A và A phẩy chuyển động qua lỗ K, thì quả nặng A phẩy bị giữ lại. Lúc này quả cân A còn chịu tác dụng của những lực nào? Khi đó tác dụng lên A chỉ còn hai lực là trọng lượng của vật nặng A và lực căng T như ban đầu. Hai lực này cân bằng nhau, nhưng A vẫn tiếp tục chuyển động. Và thí nghiệm đã cho biết kết quả là A sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Đây cũng chính là nội dung của câu C5. Mời các em cùng tìm hiểu. Trước tiên, mời các em quan sát lại thí nghiệm. Đầu tiên, chúng ta để quả nặng A phẩy lên quả nặng A. Mời các em quan sát. Sau đây, chúng ta cùng phân tích thí nghiệm. Khi để quả nặng A phẩy lên quả nặng A, thời gian chỉ 0,0 tại vạch 2 cm. Sau đó, thời gian chỉ 1 giây 07, có nghĩa là 1,07 giây tại vạch 15 cm. Vậy, vận tốc trên đoạn này là 13 trên 1,07 cm trên giây. Tiếp tục, tại thời gian 2,14 giây, quả nặng tại vạch 28 cm
Vận tốc trên đoạn tiếp theo cũng là 13 phần 1,07 cm trên giây. Vậy vật chuyển động đều. Vậy chúng ta kết luận lại nội dung này. Một vật đang chuyển động, nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Vậy chuyển động thẳng đều như trong thí nghiệm còn được gọi là gì? Mời các em sang phần 2 la mã. Hai la mã. Quán tính. Trước tiên chúng ta vào phần một nhỏ. Nhận xét. Mời các em quan sát hai hình ảnh. Khi pin và chai nước đang đứng yên, chúng ta cho tờ giấy chuyển động tức thời, thì pin và chai nước vẫn tiếp tục đứng yên. Có nghĩa là vận tốc không thể thay đổi đột ngột được. Tương tự như vậy, ô tô, tàu hỏa, xe máy khi bắt đầu chuyển động thì không đạt tới vận tốc lớn ngay được, mà phải tăng dần. Khi đang chuyển động, nếu phanh gấp cũng không dừng lại ngay được, mà phải trượt tiếp một đoạn. Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi ngay vận tốc được, vì mọi vật đều có quán tính. Và chuyển động đều ở thí nghiệm trên còn được gọi là chuyển động theo quán tính. Chúng ta đi vào phần nhận xét. Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được, vì mọi vật đều có quán tính. Nghĩa là quán tính làm cho vật đang đứng yên có xu hướng tiếp tục đứng yên, làm cho vật đang chuyển động có xu hướng tiếp tục chuyển động thẳng đều. Để củng cố lại nội dung về quán tính, mời các em sang phần 2 nhỏ. Vận dụng. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu câu C6. Búp bê đang đứng yên trên xe, bất chợt đẩy xe chuyển động về phía trước. Hỏi, búp bê ngã về phía nào? Tại sao? Búp bê sẽ ngã về phía sau. Khi đẩy xe, chân của búp bê cùng với xe sẽ chuyển động. Nhưng do quán tính, thân và đầu búp bê chưa kịp chuyển động. Chính vì vậy mà búp bê ngã về phía sau. Chúng ta có thể quan sát ảnh động. Tiếp theo, mời các em tìm hiểu câu C7. Đẩy sao cho xe và búp bê cùng chuyển động, rồi bất chợt dừng xe lại. Hỏi, búp bê ngã về phía nào? Tại sao? Như chúng ta đã thấy, búp bê sẽ ngã về phía trước. Vì khi dừng xe đột ngột, mặc dù chân búp bê đã dừng lại cùng với xe, nhưng do quán tính nên thân búp bê vẫn tiếp tục chuyển động. Chính vì vậy, búp bê sẽ nhào về phía trước. Mời các em tiếp tục củng cố với câu C8. Hãy dùng khái niệm quán tính để giải thích các hiện tượng sau đây. Hiện tượng thứ nhất, khi ô tô đột ngột rẽ phải, hành khách trên xe bị nghiêng về bên trái.
Như chúng ta đã thấy, ô tô đột ngột rẽ phải, do quán tính, hành khách không thể đổi hướng chuyển động ngay được, mà tiếp tục chuyển động theo phương cũ. Nên chính vì vậy, hành khách sẽ bị nghiêng về bên trái. Chúng ta tiếp tục với nội dung của ý B. Khi nhảy từ bậc cao xuống, chân chúng ta bị gập lại. Khi nhảy từ cao xuống, chân chạm đất thì sẽ dừng lại. Nhưng người còn tiếp tục chuyển động theo quán tính. Nên chính vì vậy, chân chúng ta phải gập lại để không bị tổn thương. Chúng ta tiếp tục với nội dung C. Bút tắt mực, tay vẫy mạnh, bút lại có thể tiếp tục viết được. Bút tắt mực, nếu ta vẫy mạnh, vì do quán tính nên mực sẽ tiếp tục chuyển động, còn ngòi bút sẽ dừng lại khi chúng ta giật lên. Chính vì vậy, mực sẽ được đôn xuống và viết lại được bình thường. Nội dung D. Khi cán búa lỏng, có thể làm chặt lại bằng cách gõ mạnh đuôi cán. Chúng ta có thể quan sát như ảnh động. Khi gõ mạnh đuôi cán búa xuống đất, cán đột ngột dừng lại do quán tính đầu búa sẽ tiếp tục chuyển động. Và cứ như thế, càng gõ, cán búa càng gắn chặt vào. Nội dung cuối cùng. Khi đặt một cốc nước trên tờ giấy mỏng, giật nhanh tờ giấy, thì cốc vẫn đứng yên. Cũng như trên, do quán tính, cốc nước chưa kịp thay đổi được vận tốc. Vì cốc nước ban đầu đang đứng yên. Chính vì vậy, chúng ta có thể thực hiện được động tác này. Tương tự, chúng ta sẽ quay lại tình huống ở đầu bài. Do ban đầu, cả 4 chai nước suối đang đứng yên, nên sẽ có xu hướng tiếp tục đứng yên do quán tính. Nhờ vậy, khi giật nhanh tờ giấy, chúng ta có thể thực hiện được công việc này. Trường hợp thứ hai, pin và chai nước đang đứng yên, nên sẽ có xu hướng tiếp tục đứng yên. Chính vì vậy mà chúng ta có thể giật nhanh được tờ giấy ra mà không làm đổ ngã bất kỳ thứ gì. Quán tính có ảnh hưởng rất lớn trong đời sống của chúng ta. Một số máy móc lớn cần tác dụng một lực mạnh thì người ta lắp thêm một cái vo lăng có khối lượng lớn. Chúng ta gọi là bánh chớn. Vo lăng này giúp cho máy móc đang chuyển động tạo ra một lực chuyển động mạnh. Như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn với những máy móc có công suất nhỏ. Bên cạnh những mặt lợi, quán tính cũng ảnh hưởng rất lớn trong an toàn giao thông. Do quán tính phụ thuộc vào khối lượng, nên những xe tải lớn có khối lượng rất lớn, chính vì vậy không thể dừng đột ngột được. Chính vì điều này đã có một số tai nạn đáng tiếc. Như chúng ta đã thấy, những vật có khối lượng lớn không thể dừng đột ngột được.
Vậy là học sinh, các em cần phải có ý thức trong tham gia giao thông. Khi chạy xe đạp đến trường, không được chạy quá nhanh, sẽ không làm chủ được tay lái. Cần phải tuân thủ và vận động người thân thực hiện tốt khi tham gia giao thông. Để củng cố lại nội dung cả bài, mời các em sang phần ghi nhớ. Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt trên một vật có cường độ bằng nhau, phương nằm trên cùng một đường thẳng, có chiều ngược nhau. Nội dung thứ hai, dưới tác dụng của hai lực cân bằng, một vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên. Vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều. Chuyển động này còn được gọi là chuyển động theo quán tính. Khi có lực tác dụng, mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mỗi vật đều có quán tính. Học ở nhà, các em chú ý các nội dung sau. Thứ nhất, về học phần ghi nhớ sách giáo khoa, xem lại nội dung các thí nghiệm và các hiện tượng đã giải thích. Học thuộc và vận dụng tốt các kiến thức để giải thích các hiện tượng liên quan tới quán tính thường gặp. Làm các bài tập từ 5.1 đến 5.18 trong sách bài tập và nghiên cứu trước bài 6 lực ma sát. Bài học đến đây là hết. Chúc các em học tập tốt.